Chào quý vị và các bạn. Vừa rồi đấy thì tôi có làm một cái loạt bài trên báo điện tử VTC News và đăng ở trên Facebook cá nhân ấy, về cái vụ mà cái ngôi nhà ma giải mã cái ngôi nhà ma ở Hải Phòng nhận được rất nhiều là quan tâm quan tâm của bạn bè, của độc giả, nhiều ý kiến. Hôm nay thì tôi rảnh rỗi đấy, tính viết một cái bài để giải mã cái hiện tượng này, tức là giải mã cái hiện tượng là ma quỷ, tức là có ma có quỷ hay không, có chuyện vong ma hay không. Tuy nhiên là để mà viết được một bài như này mất rất nhiều thời gian. Có thể phải viết mất 1-2 ngày với cái lượng chữ khoảng 10 đến 20.000 chữ rất là ngại. Cho nên là tôi nghĩ là quay một cái video nói luôn cho nhanh để mọi người hiểu cái bản chất của cái chuyện vong ma, có vong có ma hay không. Khi mà chúng ta hiểu được cái bản chất của cái câu chuyện này đấy, thì có thể chúng ta sẽ thay đổi quan điểm, giống như tôi thay đổi quan điểm. Bởi vì vong ma là một cái thế lực, là một cái câu chuyện mà từ xưa đến nay nó cứ tồn tại trong xã hội, rất nhiều xã hội. Và nó gây ra rất nhiều những cái câu chuyện nó không hay ho, chủ yếu tác động đến cái tư duy, cái suy nghĩ của con người. Một là nó tạo ra những cái nỗi sợ hãi vô hình, không cần thiết. Hai nữa là nó tạo ra một cái xã hội với cái tư duy con người đầy cái sự mê tín dị đoan, kéo lùi cái cuộc sống, cái tư duy của con người, giống như là trở về cái thời ăn lông ở lỗ, thời mà con người tin vào những cái thế lực siêu nhiên, những câu chuyện siêu nhiên nó không có thực. Nếu mà đi ngay vào cái việc giải mã những cái câu chuyện này ngay, thì có thể là chúng ta nghe cái video này sẽ không thể hiểu hết được nó như thế nào. Cho nên là tôi muốn dành khoảng 10-15 phút kể cho quý vị và các bạn hiểu vì sao mà tôi lại nghiên cứu kỹ cái mảng này như vậy và vì sao tôi lại quan tâm đến nó như vậy, và vì sao tôi lại có được những hiểu biết về những cái câu chuyện ma quỷ tâm linh này như vậy. Đây là một cái loại xì gà của người Inle, tức là người có cái bộ tộc Inle, người cổ dài ở bên Myanmar đây. Là trước đi Myanmar mà mua nhiều, uống rất ngon, hút rất ngon. Nên là một cái loại thuốc, nó không phải xì gà đâu, mà thực ra nó cũng không hẳn là xì gà, nhưng mà nó lại không phải thuốc lá, nó giống như hút thuốc bắc ấy. Nó có vị quế, vị hồi, hút rất hay, không hại. Tôi bắt đầu câu chuyện như này. Tức là khoảng năm cách đây hơn 10 năm, nó rơi vào năm khoảng năm 2006, 2007 gì đấy. Cái thời kỳ đấy thì bắt đầu có cái phong trào đi tìm mộ, tức là xuất hiện một số những cái nhà ngoại cảm có cái khả năng đặc biệt, khả năng đi tìm mộ, đặc biệt là tìm mộ liệt sĩ. Nó là một cái câu chuyện hết sức ly kỳ và gần như là cả xã hội rất là quan tâm, rất là kích thích trí tò mò của toàn xã hội về những cái chuyện ngoại cảm, tìm mộ. Khi đó thì tôi đang công tác ở An ninh Thế giới. Cũng do những cái mối quan hệ và
sự tò mò kích thích, thì tôi cũng đi tìm hiểu cái lĩnh vực này, tiếp xúc được với một số nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các giáo sư tiến sĩ ở các cái trung tâm nghiên cứu lớn thời bây giờ, hai cơ quan là Viện Nghiên cứu Năng Con Người và Liên hiệp Khoa học Tin học Ứng dụng, thì có được những cái tài liệu rất là hấp dẫn. Thời đấy là đây là cái cơ quan mà do nhà nước lập ra, có cấp kinh phí, và mục tiêu hoạt động là nghiên cứu về những cái hiện tượng, những cái khả năng đặc biệt để ứng dụng vào cuộc sống, ứng dụng cho xã hội. Tuy nhiên là dừng lại ở góc độ nghiên cứu để báo cáo các cái thành tựu hoặc là báo cáo những cái kết quả với nhà nước, chứ không phải là nghiên cứu cho chơi hoặc là nghiên cứu để phục vụ xã hội, để phục vụ xã hội ngay lúc đấy. Thì tôi tiếp xúc được với một số cái đề tài khoa học, các cái dự án đi tìm mộ. Trong đó thì nổi bật là những cái vụ tìm mộ, ví dụ như là các nhà ngoại cảm tập trung tìm mộ ở trong cái vụ mà Cờ Nác Cờ Bang ấy, tìm mấy trăm liệt sĩ ở dưới lòng hồ. Ở cái loạt bài đấy của tôi thực sự là gây chấn động. Các nhà ngoại cảm đã tìm thấy những cái bộ xương ở dưới lòng cái hồ thủy điện, tức là rút cả cái nước ở cái thủy điện đi, xả hết nước và đào bới dưới lòng hồ và thấy được rất nhiều xương cốt liệt sĩ ở dưới đấy. Sau này cái loạt bài đấy nó gây chấn động và huy động được hàng chục tỷ đồng xây cái tượng đài nghĩa trang khu tưởng niệm cái Cờ Nác Cờ Bang ấy. Tôi cùng với lại nhà báo Hoàng Anh Sướng là hai người viết được cái câu chuyện đấy. Tất nhiên là cơ sở chính là dựa trên cái đề tài nghiên cứu khoa học của các cơ quan, các nhà khoa học, các giáo sư tiến sĩ và các nhà ngoại cảm. Thì lấy tư liệu, chất liệu chính là đấy, cùng với việc gặp gỡ gia đình, những cái người đứng gia đình, những cái người thân, những cái liệt sĩ đấy để tìm mộ và dựng lại cả một cái trận đánh mà chết 500 người, gần như lịch sử không ghi chép. Câu chuyện rất là thú vị. Huy động được cả chục tỷ để xây dựng. Đặc biệt cái vụ thứ hai là cái vụ tìm được mộ em gái của nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương. Ông ấy là hiệu trưởng trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ. Vụ tìm mộ của em gái ông ấy cực kỳ ly kỳ hấp dẫn. Viết nhiều kỳ. Những cái câu chuyện tìm mộ đặc trưng như thế, đặc biệt như thế, khiến cho cái tờ báo An ninh Thế giới nó tira ra, nó tăng lên hàng chục vạn. Đến người dân, báo bán cháy cả báo, rồi người dân photo copy, rồi là những cái bà hàng xén ấy photo để phát cho nhau đọc, chuyển tay nhau. Bởi vì khi đấy mà cái xã hội người ta quan tâm, xã hội Việt Nam mình mới mới có cái vấn đề này, và người ta quan tâm và người ta thấy một cái thế giới siêu hình rất là đặc biệt, những câu chuyện rất ly kỳ, không giải thích được, và nó khiến cả xã hội tin là trên đời này có cái gọi là vong hồn, có cái gọi là ma, có cái gọi là thế giới khác. Đơn giản này thôi. Bản thân tôi thì là một nhà báo, là một phóng viên, lúc đấy còn trẻ, cũng ít kinh nghiệm. Thấy được các cái đề tài nghiên cứu của các giáo sư tiến sĩ đóng dấu mật, theo quy định là cấm được cung cấp ra ngoài, nhưng mà vẫn lấy được. Thì không có gì để mà nghi ngờ cả, bởi vì đây là các là đề tài nghiên cứu của cơ quan học, của các giáo sư tiến sĩ. Và nó lại, cái câu chuyện nó lại ly kỳ, nó lại hấp dẫn, và nó lại do chính miệng những cái người thân của những cái người đi tìm mộ liệt sĩ kể ra, thì không có gì, không gì có thể nghi ngờ được nữa. Nó có thể nói là tí tỉ câu chuyện, hàng trăm câu chuyện, hàng nghìn câu chuyện. Thậm chí là tìm được nhà ngoại cảm, tìm được ví dụ cô Nguyện, tìm được cả người em thất lạc,
của một ông đó, từ bé 60 năm sau mới gặp lại nhau. Những câu chuyện hết sức ly kỳ. Đúng cùng với cái thời điểm đấy thì xuất hiện một cái người phụ nữ cũng rất là kỳ lạ. Đấy là chị Hoàng Thị Thiêm, mà hay gọi là người ba mắt. Khi đấy thì cũng là đề tài nghiên cứu và dỗ. Tôi cũng không thậm chí biết báo về người phụ nữ bịt mắt này vẫn đọc được sách, vẫn đi xe máy, vẫn nhìn thấy mọi thứ. Chính bản thân tôi cũng đã kiểm nghiệm, nhưng mà viết bài là nó đề tài nghiên cứu và viết bài là không được tiết lộ thông tin, bởi vì có thể là lập đề tài nghiên cứu để sử dụng cái khả năng đặc biệt của cái con người này, có thể là vào mục đích quốc phòng, mục đích an ninh hoặc là mục đích gì đó, tóm lại là đấy là những cái cơ quan mà đi tìm hiểu về những con người đặc biệt, có khả năng đặc biệt. Thì sau khi viết bài về người phụ nữ này thì bà Thiêm rất nổi tiếng, cả xã hội săn lùng, các cái đài truyền hình của Nhật săn lùng các nhà học thế giới về nghiên cứu. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau thì bà Thiêm này với cái khả năng mà từ cái khả năng bịt mắt đọc được sách, bịt mắt nhìn được, thì đã biến thành một nhà tâm linh, nhà ngoại cảm. Mà cái điều thú vị đặc biệt ấy, thì bà đấy không phải là một nhà ngoại cảm như những ngoại cảm khác gọi vong, gọi ma lên, gọi linh hồn lên nói chuyện, hoặc là nhắm mắt vào cảm nhận những cái thông tin về những cái phần mộ liệt sĩ, hoặc là giao tiếp với thế giới âm, mà bà đấy lại có khả năng là làm cho vong của những người đã mất nhập vào người thân để giao lưu, tức là gọi vong về nhập vào một người thân để nói chuyện, để giao lưu, để tìm mộ, để vân vân. Câu chuyện đấy rất là ly kỳ, rất là kỳ lạ và thực sự là gây sốc cho xã hội, gây chấn động xã hội, khiến cả xã hội quan tâm mà không ai bác bỏ được. Và từ khi mà bà Thiêm có khả năng đấy thì lần lượt xuất hiện một số người cũng có khả năng như vậy. Sau đấy thì khắp cả nước mọc lên những cái trung tâm áp vong, người thân đến đấy. Các nhà ngoại cảm khi trước đấy thì trước đó thì có thể là vẫn có những nghi vấn, có thể là bịa ra chuyện, nói chuyện với việc liệt sĩ, với vong ma, bịa ra chuyện, các cô đồng bịa ra chuyện nghi ngờ là liệt sĩ hoặc là người chết nhập về nói ra, bởi vì ai chứng thực được. Tuy nhiên bây giờ họ làm cho người chết nhập vào người thân của nhà sống và nói ra, thì họ có liên quan gì đâu, họ chẳng liên quan gì cả. Đấy là người chết nhập về nhà người mình và mình nói, đúng không? Thì cái câu chuyện có ma, có quỷ hay không, có vong hồn hay không, nó lại càng khẳng định có thật, nó càng khẳng định đấy là một sự thật, và càng khiến xã hội điên đảo lên. Chỉ trong thời gian rất ngắn thì hàng chục, rồi đến hàng trăm cái trung tâm áp vong mọc lên khắp cả nước, đặc biệt là cái phía Bắc và miền Trung. Thì tôi thấy kỳ lạ, tôi đi nghiên cứu thì thấy nhiều người từng đi áp vong đến chỗ cô Thiêm hoặc là một số nhà ngoại cảm, áp vong xong về thành luôn nhà ngoại cảm, có luôn khả năng đặc biệt, và thậm chí là mở trung tâm áp vong, kêu gọi mọi người đến đấy áp vong vào, gọi người chết lên nói chuyện. Và thậm chí là từ cái trung tâm này, những cái người nói chuyện lại về lại có khả năng đặc biệt, lại mở trung tâm khác. Thế là các trung tâm áp vong nó mọc ra như một cấp số nhân. Và cái đất nước của mình cái thời kỳ đấy, nó giống như một cái đất nước toàn thấy ma với quỷ, đi đâu cũng thấy ma với quỷ, và chỗ nào cũng nói chuyện ma với quỷ.
Đề tài ma quỷ cái thời kỳ những năm 2007, 2008 là một cái đề tài mà mọi nhà, mọi nơi, mọi chỗ, cả nước phát sốt cả lên. Thậm chí là có những cái vụ mà áp vong dẫn đến chết người. Người thân thậm chí là đuổi vong đi không đi, đánh đập khiến cái người bị vong nhập chết. Tôi vào ở trong bệnh viện ở trong Nghệ An thì thấy cái bệnh viện tâm thần cái số lượng bệnh nhân tăng đột biến lên. Số lượng bệnh nhân tăng đột biến lên từ cái việc mà đi áp vong xong, đi để vong nhập xong thành tâm thần vào bệnh viện tâm thần. Thì lúc này tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi nghĩ là đây là vấn đề hết sức bức xúc. Đây là vấn đề hết sức là nhạy cảm, hết sức bức xúc và hết sức là khó hiểu, khó lý giải. Thì bắt đầu tôi mới đi tìm hiểu kỹ hơn. Tôi trực tiếp đi gặp hầu hết các nhà ngoại cảm, liên lạc với hầu hết những nhà ngoại cảm có tiếng tăm hồi bấy giờ, nổi tiếng nhất. Thứ nhất là tìm mộ bác của tôi thử tìm mộ bác của tôi. Cô Nam Nghĩa nhiệt tình đến mức mà cô ấy bay từ Vũng Tàu ra, tôi từ Hà Nội vào Quảng Ngãi để đến Nghĩa Trang tìm mộ bác tôi. Thì thấy là thì bắt đầu lúc đấy tôi bắt đầu nghi vấn. Sau sau đó ngoài cô Nam Nghĩa thì tôi nhờ khoảng chục nhà ngoại cảm nữa. Thì mỗi người chỉ một căn ở trong bên Nghĩa Trang có 400 liệt sĩ vô danh ở đấy, không có biển tên gì cả. Mỗi người chỉ một ngôi, mỗi người chỉ một góc, chẳng người nào giống người nào cả. Mà đều dùng khả năng đặc biệt, rồi là đều gọi bác, vong hồn của bác tôi lên nói chuyện. Thì lúc này bắt đầu tôi nghi vấn. Và tôi đi tham gia trực tiếp một số cuộc tìm mộ cùng các nhà ngoại cảm. Đặc biệt nhất là tôi điều tra nghiên cứu cái cuộc tìm mộ của chị em Hoàng Thị Thiêm, Hoàng Thị Thuy, hai chị em tìm mộ các liệt sĩ ở Trường Sơn. Tức là có một câu chuyện một cười này, Hoàng Thị Thiêm phát lộ cái khả năng áp vong tìm mộ, sau đấy để đến cô em cũng thành nhà ngoại cảm, cũng có khả năng áp vong, rồi thậm chí đến ông chồng cũng có khả năng áp vong, thành hết nhà ngoại cảm, cả nhà thành nhà ngoại cảm. Hoàng Thị Thiêm khi đó rất nổi tiếng. Thì khi vào trong Nghĩa Trang Trường Sơn, vào trong Quảng Trị và vùng gần Nghĩa Trang Trường Sơn ấy tìm mộ, thì toàn đưa người nhà vào đấy và vong nhập và tìm mộ. Cuối cùng bốc lên toàn tổ mối với lại đất đen với rễ cây. Tôi nhìn cái hình ảnh đấy, nhìn những hình ảnh ấy thì rõ ràng là điên khùng, ngớ ngẩn, lừa đảo, bịp bợm, mất dạy, bố láo và không có một tí kiến thức gì về về xương cốt, về liệt sĩ, về việc chôn cất cả. Mà người nhà vẫn tin, những người nhà bốc lên đào bới vẫn tin đưa về Nghĩa Trang. Những hình ảnh tôi vẫn còn lưu giữ, chỉ có một cái tổ mối bé tí bằng nắm tay này. Thì Thiêm ở đây là hộp sọ, đống đất thì bỏ xương cốt tan hết. Một đứa trẻ con cũng, một cái người, đứa trẻ con thậm chí là một người hiểu biết một chút thôi về xương người thì cũng phải hiểu rằng có thể những cái xương nhỏ có thể tan sau vài chục năm, nhưng những cái xương ống chẳng hạn, xương ống hoặc xương sọ thì có thể hàng trăm năm mới vụn ra được, mới tan ra được. Còn riêng những cái răng, hàm răng thì hàng nghìn năm cũng không thể tan được. Do đó, một bộ xương bới lên, ít nhất nó phải còn, kể cả nó tan hết xương rồi, nó vẫn còn phải dấu tích xương ở đấy. Và thứ nữa là phải có hàm răng phải còn nguyên vẹn. Riêng răng không thể phân hủy được. Có những cái tôi đi đào xe ông đào những mộ táng 2.000 năm,
xương không còn nhưng mà răng thì sẽ phải còn. Điều đơn giản thế thôi. Nhưng mà đây liệt sĩ hy sinh 40 năm mà không còn gì cả. Thì lúc này rất nhiều câu hỏi. Lúc này thì gần như là tôi hoang mang và tôi nghĩ rằng cái chuyện tìm mộ bằng ngoại cảm, bằng tâm linh cái kiểu này không thể chính xác được. Thì tôi lục lại tất cả các hồ sơ. Các cái vụ tìm mộ, kể cả những cái vụ tìm mộ ly kỳ nhất, hấp dẫn nhất, đặc biệt nhất, thì tôi thấy rằng là chẳng có ngôi mộ nào thực sự tìm bằng ngoại cảm, bằng hoàn toàn bằng khả năng đặc biệt, không bằng phương pháp học, không bằng phương pháp giấy tờ, không bằng sơ đồ chiến tranh, sơ đồ để lại, thì chẳng thấy có ngôi mộ nào có chứng cứ rõ ràng cả. Mà cái chứng nhận khoa học bằng cái xét nghiệm DNA, ARD gần như không có. Mà những cái vụ mà có xét nghiệm ARD thì có phải do tìm mộ bằng cái khả năng đặc biệt, bằng ngoại cảm, bằng cái chỉ dẫn của các linh hồn hay không? Tôi chưa thấy có sự thuyết phục nào cả. Và các nhà ngoại cảm cứ tuyên bố tìm thấy hàng vạn ngôi mộ, nghìn ngôi mộ, nhưng mà xét nghiệm ADN của những cái vụ việc cụ thể đâu thì không thấy. Thì sau đấy tôi viết bài thì Thiêm thì thuê cả luật sư được kiện cáo, nhưng mà tòa gọi lên hòa giải, tôi không cần hòa giải, thích kiện thì kiện, sau tòa bác đơn không thụ lý nữa. Lúc này thì bản thân tôi nhận thấy là vấn đề này rất là khủng khiếp, rất là phức tạp. Và cái hiện tượng vòng ma nhập, áp vong, giao lưu với thế giới tâm linh là một vấn đề hết sức là phức tạp, rắc rối. Và nó có khả năng kéo lùi xã hội trở về thời nguyên thủy, rất là nguy cấp. Không chỉ con người ta điên khùng, không chỉ là những cái trò bị bợm, mà nó kéo lùi cái tư duy của con người về cái thế kỷ 17, 18, thậm chí là về thời nguyên thủy. Cần phải làm sáng tỏ cái sự việc này, cần phải sáng tỏ, làm sáng tỏ những câu chuyện này. Tuy nhiên, những cái câu chuyện tìm mộ, những cái câu chuyện áp vong, những cái câu chuyện giao lưu với thế giới tâm linh, nó rất là ly kỳ, rất là hấp dẫn. Và nó đầy cái tính thuyết phục đến các giáo sư, tiến sĩ, các nhà khoa học, các quan chức, họ còn tin tuyệt đối. Thì mình làm thế nào để cho người dân hiểu được cái câu chuyện này? Tất nhiên là để đi điều tra và nói một nhà ngoại cảm này tìm mộ bậy bạ, tìm không thấy hoặc tìm sai thì rất là đơn giản. Nhưng giải thích được vì sao vong ma nhập vào người khác, nhập vào gia đình mình chỉ đi tìm mộ, và những cái câu chuyện ly kỳ này khác ấy, để cho người ta hiểu được thì là cả vấn đề. Khi cái thời điểm đấy tôi không tin trên đời có, tức là không hẳn, tức là tôi không tin trên đời có cái chuyện vong ma quỷ nhập vào người hoặc nhập vào nhà ngoại cảm. Tuy nhiên tôi lại không giải thích được tại sao nó lại có những cái hiện tượng mà ly kỳ mà gần như là tất cả chúng ta đều đã từng nghe, đều đã từng kể, thậm chí là rất nhiều người đã từng chứng kiến và không thể giải thích được. Và những cái câu chuyện hết sức thuyết phục. Vấn đề là khi mình không tin rồi, nhưng mình là giải thích được, mình phải giải thích được, mình phải làm rõ được bản chất, thì độc giả mới tin, người ta mới tin mình. Không thì kể cả hàng trăm loạt bài điều tra bóc mẽ những cái việc mà tìm mộ áp vong thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả khi ta không giải thích được hiện tượng này. Thì suốt hàng bao nhiêu năm trời tôi gặp rất nhiều người giỏi, những người nghiên cứu tâm linh, những người nghiên cứu về khoa học, những chuyên gia về não bộ. Tuy nhiên là
vẫn không tìm được lời giải thích. Cho đến 2 năm sau thì tiếp cận, khi mà tiếp cận các cái tài liệu, các cái nghiên cứu của phương Tây, thì thực sự là giống như là cái đầu óc của tôi được khai mở và đã giải thích được vấn đề này. Cái này hôm sau tôi sẽ nói tiếp, bởi vì nói hơi dài, định nói khoảng 10-15 phút nhưng cuối cùng thành 25 phút rồi. Thì cái phần mở đầu thì vào đề thì nó như vậy. Hôm sau tôi sẽ nói tiếp, giải thích để quý vị và các bạn hiểu được bản chất thật sự của ma nhập, của vong nhập, của quỷ ám, của các nhà ngoại cảm. Thì hôm sau mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp. Tôi sẽ nói tiếp trực tiếp ở trên video này để đỡ phải viết, mọi người cũng đỡ phải đọc. Mọi người có thể bấm subscribe để theo dõi, để hôm sau úp cái video này thì chúng ta có thể xem được.